Ngân hàng Phương Đông cũng đang triển khai chương trình khuyến mại Cashu Đắk Lộc khởi phát thành công với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn và đầy ý nghĩa dành tặng cho khách hàng với lời chúc khởi phát thành công. Chương trình bắt đầu từ nay đến hết ngày 21 tháng 4 2018. Tổng giá trị quà tặng lên đến 4 tỷ đồng, gồm 30 lượng vàng SJC và hàng chục ngàn dòng quay số trúng thưởng tiền mặt. Những lộc may đầu xuân sẽ mở đầu cho một năm nhiều may mắn về tài lộc và vạn sự an lành. Đó là thông điệp trong khai xuân Đắk Lộc khởi phát thành công cùng OCB. Chương trình sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động thay lời chúc mừng năm mới từ OCB đến khách hàng nhân dịp xuân Mậu Tuất, trong đó bao gồm khai xuân Đắk Lộc, vòng quay phát tài và khởi phát thành công. Với nhiều hình thức hấp dẫn như lì xì đầu năm cho mọi khách hàng giao dịch, vòng quay trúng thưởng trực tiếp tại quầy dành cho khách hàng tiền gửi và quay số trúng thưởng vàng mỗi tuần. Đối với chương trình quay số hàng tuần, cứ mỗi 10 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng để tham gia quay số với cơ hội trúng một giải đặc biệt với trị giá một lượng vàng SJC và 30 giải nhất, mỗi giải một chỉ vàng SJC. Khai xuân Đắk Lộc khởi phát thành công là một trong những chương trình trọng điểm của OCB trong năm 2018 để tri ân khách hàng đã gắn kết cùng ngân hàng. Cùng với chương trình tài lộc đầu năm lên đến 4 tỷ đồng này, OCB cũng triển khai các chương trình cho vay ưu đãi và khuyến mãi thẻ hấp dẫn khác.